chứ sợ nữa hả? Chào hoài vậy. Hôm chia cái chiều chú nhường lè bao dần, cần sao lè tới ai một nụ hoa xinh xinh màu tím tím anh cài lên mái tóc cài. Ê, lúc này ta mập quá, mặt bà ba muốn chật rồi này, chắc chiến này mai díp mặt quá. Mai lá cờ mà của Mỹ á, lá cờ đó đó biết không? Người qua phải hát lòng thông lông, lòng thông sầu. Lợn bánh lòn, bình là lợn. Lầu bánh bao, lầu bánh sầu. Lầu trung thu trộn với hoành bài màu. Bánh trung thu. Hả? À, thôi, ngán lắm. Dầm mắng bảy đâu có. Dầm mắng bảy nhiêu cái. Trời ơi. Dễ quá vậy. Trời, tao tưởng 3.000, 5.000 tao còn. Tao ăn đường tao lên. Thôi, đậu xanh ăn ỉ á. Bác sĩ nói ăn ỉ á. Có lại mày, tao gần đi bắn mắt rồi. Có lại con bay. Có bỏ nhà đi hoài à, gần bắn mắt rồi. Ai gì nào, cần gì. Về chờ bé bé gọi nè, cấm gì? Cấm gì? Về cho bé bé gọi mày, giờ chị cho bé bé chị mà. Bị cho tiền xong cái bị gì? Gọi không? Gọi không? Gọi lát nói chuyện bé bé. Anh về kêu nhớ em không? Nào mà nhớ bà chưa mà, đậu được đẹp. Ngồi đây đi, có quạt. Con gái nó dễ thương là con gái nó ký chọn là con gái nó ngựa rồi. Con gái mắt lé rồi. Chứng đạo gì chứ. Con gái nó dễ thương là con gái nó kỳ mị. Con gái nó dậy dậy là con gái nó dễ con. Trời ơi, trời ơi, dễ trời ơi. Cái công chuyện gì chứ. Bây giờ mày ấy ai trong tử lên cái gì á. Con núm á. Ở tự nhiên ở nhà nghỉ ngày xong như có cái kịch bản mới thì sao BB. Vui khi bình minh trên hôm qua thứ ca được cười. Năm anh em trên một chiếc xe căng. Bạn đó hả? Tối ngủ thấy mày chờ đỉ á, bị hai nhỏ đó hiếp dâm mà. Trời ơi. Đó. Chất nằm mơ vậy đánh số mấy? 31 7191. Anh gì kêu? Trong một tỷ giò chiều mới mua ủng hộ bà kia. Trời số. Người ta cho ta 700-800 nó triệu nó giấu. Nó đưa đứa có 300. Mày dịch coi trên mạng tên nào vậy? Tao kêu mấy bé đi vô. Nó trúng rồi hay chấp. Trúng nhiều. Anh đẹp trai số không? Nói gì chứ đang nói giỡn như vậy nha cả nhà. Thứ ba con bắn mắt rồi đó nha, kiếm tiền bắn mắt mèn chịu á. Bắn quà bắn gì vậy chứ? Bắn lần này thứ ba thì xong rồi đó. Như mấy là có giấy bảo hiểm, bắn mắt là bây giờ có giấy bảo hiểm á. Bắn lần cuối luôn. Giờ kiếm kiệu bắn mắt. Mắt nè buồn lắm á. Dính cái đồ ăn nghe miệng à. Nay mặt gì dứt dữ gì chứ. Biển xanh, biển lầu, biển trong mối hầu dầu đi đau. Biển xanh, lộn bánh, lộn lòng. Lộn lòng 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 lòng. Con gái thị là con gái thị mèo, là con gái điều kiều, là con gái mắc lòi. Con gái gì thì con gái thì mị, con gái dạng dị. Con gái là con gái mắc lồi. Con gái nó có là không, con gái nó không là có. Con gái nó một là hai, con gái nó dài là một. Đừng nghe những gì con Vy Vy nói. Hãy nhìn nhau, thằng lé đang chiền xào.
nước mắt dồi, nước mắt dơi dơi, mưa cuồng dơi, em dưới cầm biển, khu hương cạt cát, em hát bài ca, con cá cục quần chạy hết trơn. Ui, chức bị gì lâu chưa? Bị gì? Bị gì con chó? Tối ngày chù có bị gì? Con bà nha, bà về giáo dục nha, lấy cát chọi con trên biển á. Cho cô đánh đù xém, cô té dập mù luôn á. Con bà kỳ quá, trắng lột con trên đó, lấy mô câu chở cô nè. Lấy gì, lấy mô câu hả? Trời, ăn ghẹ với ông Phương đã luôn à. Nè, rồi. Xe đi chùa là xe vậy nè ba, 16 chỗ ngồi đó, có 2 triệu à. Đúng rồi, xe đó đó. Anh không ra 1 triệu đi xe, không, tao ra 2 triệu. Ghê, hôm nay dám đi. Rẹt lộn, một cây có đi nè, tháng 7 có đi cúng gì đó. Nói chung á, tháng 7, gần tháng 7 này con sẽ đi chợ Hiếu. Nguồn Lan chức nữ, cả gặp chồng tao đầu cầu. Ngày xưa như Lan chức nữ, sống bên nhau cũng xa một giời. Ngày xưa như Lan chức nữ, sống yên vui không có bàn có bờ. Ngày nay lé như chim non, nghe không lé? Họ nói để mua dỗ đó đừng dây số mà con quên hoài. Dỗ đó hả? Đừng mua, chưa có gì. Ê, bên đó mấy đĩ già nó dâm lắm á, cho mày đi đi chuyến xe với mấy con đó. Có khi nào con đi về là con không còn trong chặt nữa không? Trời ơi, nó còn trình lé ơi. Trộn đĩ bán cà trúng rồi nó không cho đổi nó. Đúng rồi, số của ai nấy hưởng á. Nó đổi. Ai nấy hưởng? Phải, bắt mua số, còn nó mua bên đây rồi. Nói chung gì trước mình ít nói lại là nghiệp nó không tụ á, gì nói chung là trước... Hoành môi nữa hả? Mỗi ngày, vũa tao hoành môi hả? Mày có nghe bản nhạc tao hát chưa? Con gái thì bị, con gái giản dị, con cái thì đây là con gái mày, em là con mắt lòi hà. Dạ Hân ơi, chị chất chồng em quá trời luôn mà em không phản ứng gì hết trời. Bây giờ em mắc bán rồi, đã đợi em chút. Ủa qua về, về luôn á. Ờ, về luôn á. Cô Phương cũng về luôn hả? Đó, đầu giờ chất no sai rồi nha. Mấy cái bánh tiêu rồi nước uống đầy đủ ha. Trứng gà, bánh xèo hả? Đứa bỏ 35 ngàn đi. Bỏ gài. Đó. Công si phải không? Độc trời lập, ơi. Hạnh phúc phải không? À, rồi, độc okay. Lập ai ăn bun xo. Mày chứ là lo cho con đúng không? Không có đâu mơ đi. Mày có 200 đâu. Mày nhập cầu gà cái đó đâu. Xạo quá. Con ta 600 mày bắn ha mẹ. Ê gọi đi. Gọi phải không? Trang bánh xèo. Đây con nói chuyện cho. Mày biết Lan Phế Phường không? Lan Phế Phường không phải là tầm thường. Tôi cung Phương lên phường. Nhúc nhích Lan Phế Phường. Đầu giờ nó chỉ nhánh gì không? Chứ uống nhầm thuốc tăng động rồi. Nên nãy giờ chứ tăng động quá. Uống viên mỹ phẩm của nó. Thuốc gì kích thích không? Trời nói đi. Nè cạc nó này mà lưu số nó luôn. Gọi. Biến mẹ mày đi. Gọi đi. Để lấy cho điện thoại ra gọi. Mày bỏ cái cạc vợ mày vô ra nhìn mặt hai con đó mày lấy con nào nha. Mấy cái. Ba cái 35 ngàn ba cái lù le. Con nói trước con ăn nha. Lấy nhiều quá. Bin cái nè, con cái nè, ngưng cái nè là hết nhiều rồi. Ba cái 105 ngàn. Này chứ lấy sĩ số nhiều không? 5 triệu. Ủa đây lấy 5 triệu cái gì? Hôm qua nhớ kêu 400, bữa nay 5 triệu. Thấy là sai sai đó. Đây, tay mày bốc vô nặng lắm, bán chưa được. Chất. Trời Thảo. Con có chùi đâu. Thảo ơi, coi chừng vớt điện thoại á. Ờ, con rớt điện thoại chị. Có gì chứ cũng tốt đó mấy chị. Giá Việt Kiều đi. Ê, con trai Việt Kiều kia lại không? Lại rồi. Sao, lại nào? Lại nãy đi về rồi chứ. Vợ mày đứng lộn bài gì đó, mày gọi cho Trang. Mày có bán không? Đang ghen chua mà không ai bắt máy à. Trời ơi, đi đâu rồi? Chứ hay quá chứ rồi. Dòm cái mồi. Ê, có khi nào mày đi Mỹ mà mày bệnh xe đà không?
Ê, mà Mỹ mày mà rồi. Mà đi chơi ta đem si đao qua bển đi. Ồ, ta nói à, má ơi đừng trông đợi con, con qua Canada con vác xe đa về cho mẹ. Ủa con bóng này còn xài không con? Còn sinh nhật tao đó má, để đó đây. Má vừa lấy cái bóp chưa? Sinh nhật tao mày kỳ vậy? Rồi thua rồi chứ ơi, không được rồi. Điện nó bắt máy rồi, điện Zalo. Giữ ra cạc ở đây số mày đéo được hưởng. Số mày sao xu quá, đi có đâu cần đi chùa cho tới gì. Người ta tài xế gọi mày chưa? Bà Việt Kiều, anh Việt Kiều mua số không? Buồn nào hơn hôm nay, hôm chia tới chiều chủ nhật, anh bao dặn cần sao lé tới hai một đủ hoa, xinh xinh màu tím tím em cài lên mái tóc cài. Người đẹp của tôi bên tôi màu áo trắng, anh nghe quá chua cay. Em xin phần con gái xin mẹ gia cô, con mẹ thật là quan. Đây công viên chốn hẹn hò, biết bao nhiêu lời kề dặn lé lên ngôi. Thương thương le qua nhiều thôi. Giờ làm sao nữa? Con đâu biết ca đâu, em đâu biết ca đâu. Nói buồn khe nơi mây, đêm bơ vơ quầy trở về, phải không? Đó bạn đó cũng ngày gì cùm lum la mà. Thôi không có đâu mà. Cái này liên khúc, thì chắc là hát liên khúc của mình chứ. Quay về kỷ niệm lúc lè học sinh, cáo chân nguyên cô cạnh trần trường, đời lè như hạt đoàn trình, tôi cười như màu hoa xinh, có khi lòng thay được một mình, tâm hồn không còn không gọi về ai. Hôm qua con lầm vậy không? Sao kỳ vậy? Sinh nhật mộng da này xạo quá. Ờ cuối cùng không có kêu bánh xèo rồi chứ. Nó nói tạm bắt máy. Được rồi thôi, coi như số được ăn rồi chứ. Mấy nhỏ bán bánh lọt hỏi lúc này tụi quen sao không ăn bánh hẹ bánh lọt. Tao nói hết vốn à. Ăn hoài ngán đi chùa chứ. Về hết thôi má. Bánh lọt là mối của tao, hôm nay bé mua vô đầu chích cho tao rồi. Có mua bánh lọt gì chứ không? Chưa. Mày gọi bé bé đi. Nói bé lên nhớ đem bánh lọt lên. Chớt bà vậy nghe nói bà xin tố nhắc chớt phải không? Ờ. Bà nói sao? Nói chuyện lại rồi. Nói chuyện lại hết giờ. Sáng tao uống uống ép ổi như vậy để tối mày trở về nha. Ờ tối. Biết cái mùi mày ham ăn lắm. Bữa. Mày bên hả? Mày muốn lấy nó hả? Quang bỏ mày rồi. Nó lấy tao rồi má, nó không có lấy mày đâu. Anh bán giấy số cả đâu rồi? Nó nói nay có quà. Quà, quà kiếm quá trời luôn. Có quà không? Trời ơi. Bảo nghiệp quá, đi biển dư quá trời. Không có nói cả buồn, con ngồi biển cấm mình. Lúc mà chất tắm biển á, chất có nhớ anh chỉ số không? Không. Rồi lúc nào thì chất mới nhớ anh chỉ số? Cá làm bền đâu luôn, cá làm bền luôn. Chất là một mối ô nhiễm. Cà cấu. Giờ bữa đi cái đem có bốn người sáng ăn chui. Chất làm cái chạy ra hết luôn. Một quát một không cần phải đuổi. Cái đó tuyệt chiêu quá chất. Đi gọi bé bé đi, lát đem bánh lọt lên cho bà chết. Gọi, gọi cho. Gọi đi, lát nó lên bây giờ. Nó có chết ra, bà chết không, đem bánh lọt lên. Ủa bé bé đâu có liên quan gì tới gì chết đâu. Nó chết má, bác sĩ chết còn. Bác sĩ chết phải không? Đi 6 ngày, cà chưa chết mũi nào. Để em kiếm cha đẹp cho.